bãi tới nè. Đây những bãi này cũng im á. Đây coi thử ra. Kiếm một cái bãi mới. Rồi dục đi em. Rồi tới luôn rồi mày cầm đấy. Tới luôn nè. Kệ. U, bãi này im à. Đó 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 dục mẹ đi. Để mà cầm mỗi tay. Im hơn bãi Bà Đông kìa. Nước cái nắp vô trong rồi. Nên lấy quy hoạch là. Ừ. Ôi. Cậu im dữ. U, cái điện gió luôn kìa. Đẹp dữ ta. Trời ơi, bởi gì? Cái cầu ra điện gió được kìa. Ừ, thì sao? Chấm à. Trời ơi, ủi xe lên luôn rồi. Nhà máy điện gió. Không phận sự miễn giàu. Thì đó, trong đó mà, còn mình qua đây có gì đâu anh thương nữa. Tắm đâu. Lần nào mình đi tới đâu mình cũng tắm mình nha. Ê, không được, có điện không á. Wow. Đẹp quá trời quá đất. Ừ. Ừ. Ôi, quá gió quá trời luôn. Quá lạ luôn. Gia đình đã check in. Đã check in được nhà máy điện gió. À, giờ đi tìm chỗ bơ. Chỗ này điện áp nguy hiểm quá. Em đây. Ta sẽ tìm chỗ để ta bơi. Có nhà vệ sinh đồ các kiểu chứ ở đây mà bơi hồi nữa là không có chỗ tắm luôn. Bữa mình ăn ngay điện gió. Cái này đây hả? Con nói này đây phải không? Ồ. Ừ. Cái này nè. Cái này đâu lộn. Ủa. Ủa. Ủa xong nãy quy hoạch nó không cho ra luôn vậy. Rồi nó tắm đây nè. Trong phần sự cấm nhà lên bị lên bãi kia đi, người ta cũng đem đồ tắm kìa và người ta không đi kìa, lắp luôn rồi nè, đang thi công nhưng mà thấy ta cũng vô nhóc kìa, vô nhưng mà có vô tắm ta có ai tắm được đâu, coi bãi được không bãi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.